Trái với diễn biến tiêu cực của thị trường trong ngày 15 tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng gần 14.000 tỷ đồng toàn thị trường. Và đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của giao dịch thỏa thuận khủng 201,2 triệu cổ phiếu VHM tại mức giá 75.000 đồng một cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch lên tới gần 15.100 tỷ đồng, tương đương với 650 triệu đô la. Happy Life xin chào các bạn. Đây là một trong những khoản đầu tư trực tiếp đầu tiên của Temasek tại Việt Nam trong những năm gần đây. Với tỷ lệ sở hữu 6% cổ phần Vinhome, nhóm nhà đầu tư ngoại này đã trở thành cổ đông lớn nắm trên 5% vốn của Vinhome. Tuy nhiên, Vingroup vẫn sẽ là cổ đông kiểm soát tại Vinhome với 71% cổ phần tại công ty. Bên cạnh đó, quỹ đầu tư GIC, GIC thuộc chính phủ Singapore nắm 5,85% vốn tại Vinhome. Ở chiều ngược lại, danh tính của nhóm nhà đầu tư nội bán ra lượng cổ phiếu 15.000 tỷ đồng nói trên vẫn chưa được tiết lộ. Theo các nguồn tin báo chí trong khu vực, Vingroup đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các tập đoàn châu Á và các quỹ toàn cầu cho các mối quan hệ đối tác. Và việc bán cổ phần đã tạo cơ hội cho tập đoàn Vingroup huy động vốn để cải tổ các hoạt động kinh doanh đang phát triển của mình. KKR và Temasek là ai? Temasek là quỹ đầu tư trực thuộc chính phủ Singapore, quản lý danh mục trị giá 231 tỷ đô la tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Tại Việt Nam, Temasek đã từng đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai thông qua trái phiếu chuyển đổi và VNG 100 triệu đô la. Trong khi đó, KKR là một công ty đầu tư toàn cầu hàng đầu, quản lý nhiều loại tài sản thay thế, bao gồm cổ phần tư nhân, năng lượng, cơ sở hạ tầng, bất động sản và tín dụng, với giá trị tài sản đang quản lý là 207 tỷ đô la tính tới 31 tháng 3 năm 2020. Đối với KKR, đây từng là cổ đông lớn của Masan Consumer từ năm 2011 với giá trị đầu tư ban đầu là 159 triệu đô la. Vào năm 2013, KKR tiếp tục rót thêm 200 triệu đô la nữa để nâng tỷ lệ sở hữu lên 18%. KKR từng rất thành công với các khoản đầu tư tại Masan Group trong giai đoạn từ 2017 đến 2018. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2017, KKR đã thông báo rót vào 150 triệu đô la để mua 7,5% cổ phần của Masan Nutrition, công ty phụ trách mảng thức ăn chăn nuôi cho Masan Group. Đồng thời, KKR còn chi 100 triệu đô la để mua lại 4,7% cổ phần tại Masan Group. Tháng 10 năm 2018, KKR thoái khoản đầu tư của mình tại Masan Group, thu về 209 triệu đô la, lãi gấp đôi chỉ sau hơn 1 năm đầu tư. Theo dữ liệu giao dịch, mức giá giao dịch thỏa thuận mà KKR mua vào hồi tháng 4 là 42.000 đồng một cổ phiếu, còn giá bán ra là 89.200 đồng một cổ phiếu. Cùng quay lại với thương vụ đình đám vừa qua, dựa vào đâu mà nhóm nhà đầu tư ngoại này lại quyết định chơi lớn với Vinhome? Một quyết định đầu tư của các quỹ thường không đơn giản khi phân tích, nhưng nhìn chung là nó dựa trên sự kỳ vọng. Nơi nào có kỳ vọng tăng trưởng, nơi đó tiền sẽ chảy về. Vì thế, chúng ta sẽ cùng nhìn về kỳ vọng tăng trưởng đó của Vinhome ở một mức độ đơn giản hơn. Vinhome hiện là nhà phát triển bất động sản có quy mô tài sản lớn nhất thị trường Việt Nam. Thống kê cho thấy, 14 doanh nghiệp bất động sản nhà ở niêm yết ở sàn chứng khoán đang sở hữu gần 22.000 hectare đất sẵn sàng cho phát triển dự án. Trong đó, dẫn đầu là Vinhome với khoảng 14.500 hectare, hơn 50%. Đồng thời, trong một báo cáo đầu tư hồi tháng 2, Vingroup cũng định hướng Vinhome mở rộng sang mảng bất động sản khu công nghiệp và coi đây là động lực tăng trưởng mới trong tương lai với sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu, làn sóng di chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Như vậy, Vinhome sẽ có 3 trụ cột phát triển, bao gồm bất động sản nhà ở, văn phòng và khu công nghiệp. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vinhome năm 2019, doanh thu của Vinhome đã tăng trưởng với lãi kép 66% một năm và lợi nhuận tăng trưởng 136% một năm trong 3 năm gần đây. Trong một cái nhìn thoáng qua, thì đây quả là những con số đáng để nhận được sự quan tâm của các quỹ đầu tư lớn. Sau tất cả, sự kiện này cho chúng ta thấy điều gì? Sự kiện này cho thấy Việt Nam đang là điểm sáng nổi bật trên thị trường vốn khu vực nhờ triển vọng phát triển và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Trong báo cáo thường niên kinh tế năm 2020 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR, trong kịch bản lạc quan, GDP của Việt Nam trong năm 2020 sẽ tăng khoảng 5,3%. Trong đó, những yếu tố có thể hỗ trợ cho tăng trưởng trong phần còn lại của năm 2020 có thể kể đến bao gồm: thứ nhất, Hiệp định Thương mại Tự do và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU, EVFTA và IPA đã được hoàn tất ký kết và thông qua. Thứ hai, tiến độ giải ngân và thực thi các dự án đầu tư công trọng điểm đang được đẩy nhanh. Thứ ba, cơ hội đón nhận làn sóng dịch chuyển đầu tư nhằm phân tán rủi ro từ thương chiến Mỹ-Trung. Thứ tư, môi trường lạm phát ở mức trung bình tạo điều kiện tốt cho việc thực thi các chính sách vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Và bạn hoàn toàn có thể tự mình chuẩn bị chào đón một làn sóng đầu tư trong kỷ nguyên bình thường mới tại Việt Nam
với tủ sách Tinh hoa chứng khoán toàn tập, đầu tư hiệu quả trên mọi thị trường của Happy Life. Tủ sách được chính đội ngũ Happy Life chọn lọc, biên dịch và xuất bản tại Việt Nam. Nếu video này hữu ích với bạn, hãy nhấn vào nút like và comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Chia sẻ video này tới những người mà bạn nghĩ là họ cần. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để xem thêm những video mới nhất về đầu tư, về tài chính cá nhân, về phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.